3, bên này thứ 7. À, bên này không có live stream. Bên này không có live stream. Bên này chở bà xã đi Blue Mountain, đi du ngoạn, đi xem lá mùa thu. Cách Toronto 200 cây số. Chỗ này là chỗ trượt tuyết ban đêm á, trượt tuyết ở chúng ta ngày rất là vui, rất là đông, rất đẹp luôn nữa. Để các bạn đi theo mình nha. Đây hay quay trên đường đi, hay quay Toronto này. Cái này là cái máy GPS của mình. Thấy không? Mình xe đồ cổ. Tại vì xe mình không có màn hình, xe mình về đồ cổ rồi. Xe mình 2009, 14 năm. Đâu có sao đâu, vẫn chạy ngon lành. In 3 kilometers, take exit 344 on the right to highway 4. Sống mình rất là khỏe luôn, tại vì không có nợ đần gì hết. Không có đua đòi, mình không có tiền mua xe VinFast nữa. Nghe không? Đâu có sao đâu. Highway 24 lên ở thành phố Toronto. Các bạn biết highway này á là bận nhất Bắc Mỹ á, lúc nào cũng kẹt hết. Bữa nay thứ bảy trống như cái ngày thường đó, là xe chạy là nhất khoảng 30-40 cây số giờ đó. Giờ cái 1.5 kilometers, take exit 344 on the right to highway 410, then keep right. Bây giờ mà đi làm, bây giờ tan sở đó là chỉ cái nhích thôi. Rồi là hay quay chằng chịt như vậy đó. Thì nói gì cũng đúng, tại vì bận thì cũng đúng. Xe quá trời xe tôn tô. 6 cái hãng xe nằm ở đây lần các bạn. 6 cái hãng xe là Ford, Honda, Hyundai, Toyota, GM, Chrysler, 6 hãng. Exit 344 on the right. Highway 410, then keep right. Cái máy GPS của mình. Các bạn thấy không? Đồ cổ mà. Không sao hết. Mình sống rất là đạm bạc luôn. Không có đua đòi. Các bạn thấy highway. Of the two right lanes. Canada đó là xuân hạ thu đông bốn mùa rõ rệt luôn. Đi đường đi cái highway lớn nhưng mà không biết tại sao GPS nó kêu mình đi cái đường này nó gần hơn là sao. Tôi đi được đi đường nào thì đi đường đó. Ở bên Mỹ có một người nói vấn đề GPS này, nó chia sẻ các bạn cũng vui lắm. Ở bên Mỹ có một người đi giao đồ ăn á, dùng GPS nè, GPS nó chỉ sao không biết mà một chiếc xe đâm xuống sông luôn.
chỉ, không biết nó chỉ như thế nào mà cái xe chạy thẳng xuống sông luôn, làm chết con tài xế đi giao hàng, giống như Grab công nghệ Việt Nam vậy đó. Mình chuyển qua cái 20 khác nè, các bạn thấy không? Continue on highway 410. Nói chút xíu về thành phố Toronto cho các bạn nghe ha. Đây có 3 triệu dân. Đây là cái thành phố lớn thứ tư của Bắc Mỹ, lớn nhất Canada. Ở đây người cộng đồng người Việt ở đây khoảng 160.000. Người Việt đi đông lắm. Các bạn đi chợ, đi supermarket là lúc nào cũng thấy người Việt làm, hay du học sinh. Cuối tuần là du học sinh không. Đây là cái highway 410. Highway đây 16, lên 24 lên không. Vậy mà vẫn kẹt xe đó. Đây mỗi năm ở đây ta, mỗi một năm thành phố này có cả 100.000 người đến. Người mới đến định cư. Rồi mấy đứa nhỏ nó lớn lên nữa, rồi cứ 18 20 tuổi rồi ra là mua xe. Tại nó kỹ nghệ xe ở đây kinh khủng, kỹ nghệ xe ở đây lớn lắm. 6 hãng xe nằm ở đây. Rồi các bạn thấy các bạn Lexus ở bên Mỹ chạy đó, xe Lexus ở bên Mỹ là sản xuất ở đây đó. Cái GDP của thành phố này lớn hơn gấp đôi, gấp ba, gần gấp ba của Việt Nam. Xe 250 cây số tới cái chỗ này là ở đây gọi là Blue Mountain, cái chỗ mà đi trượt tuyết mùa đông đó, cũng đông lắm nhưng mà nhỏ thôi, gọi là Blue Mountain ha, một cái thành phố nhỏ để người ta đi trượt tuyết vào mùa đông. Thì bây giờ mới vào mùa thu thôi. Thì đây là một cái vùng quê cách Toronto 250 cây số. Tính định đi xem lá mùa thu nhưng mà còn hơi sốt, có lẽ 2 tuần lễ nữa lá nó mới vàng. Đây xe một cái thành phố nhỏ nè, xe cách Toronto lên. Thì ra đây là cái đập, cái đập thủy điện. Cái đập thủy điện
À, đập thủy điện. Nước hồ chảy xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.